Hello, xin chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ của Salon ô tô Tùng Bách Thái Nguyên. Hôm nay ở trong video này thì em lại tiếp tục lên cho các bác một cái mẫu xe. Con này là MG ZS Luxury sản xuất năm 2021 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc xe này mang biển kiểm soát Hà Nội 30H03059. Bác nào ở Hà Nội hay là Sài Gòn mua chiếc xe này thì hoàn toàn không mất 20 triệu tiền biển. Xe của bên em bán ra thì cam kết là không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Con này thì vừa mới về Salon ô tô Tùng Bách vào buổi chiều tối ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay rửa qua và đã lên sóng để phục vụ cho các bác. MG ZS thì hiện tại Salon ô tô Tùng Bách còn rất là nhiều các bác nhé. Vừa rồi thì nhà em về thêm được rất là nhiều những cái mẫu xe MG ZS. Trong đó thì có hai chiếc xe bản STD, một chiếc bản Com và hai chiếc bản Luxury nhập Trung với lại một chiếc bản Luxury nhập Thái là con xe này vừa mới về xong. Cái dòng xe này thì khi các bác mua mới tại ngoài đại lý, nếu mà lăn bánh biển thủ đô như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng 690 triệu đồng hoặc là 700 triệu đồng tùy từng thời điểm. Nhưng các bác bây giờ mua xe siêu lướt của nhà em, tình trạng và chất lượng thì như mới mà giá chỉ có loanh quanh gọi là chưa tới 600 triệu đồng, trên 500 triệu đồng. Cụ thể nó là 500 bao nhiêu tiền các bác hãy alo cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Đây là phiên bản Luxury, là cái phiên bản cao cấp nhất các bác nhé. Phiên bản này thì sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh này, đèn gầm này, la răng phay này và hệ thống an toàn là 6 túi khí. Chiếc xe này thì còn bảo hành tại ngoài hãng và ngoài đại lý rất là dài, chắc là còn 4 năm và không giới hạn km nữa, nên khi các bác mua chiếc xe này thì hoàn toàn yên tâm. Xe thì là xe mới về mộc 100%. Như các bác đang thấy trong hình ảnh thì cái chỗ tay em chỉ có một vết xước rất là nhỏ, sau clip này em sẽ đưa xe đi để sơn tỉa và đánh bóng lại toàn bộ xe. Một chiếc xe còn rất là mới, nếu mà các bác chọn đến những cái sản phẩm như này thì các bác sẽ tiết kiệm được cho gia đình rất là nhiều các bác nhé. Con này thì bây giờ em bán chưa tới 600 mà trong khi đó giá mới nó lăn bánh là khoảng 690 triệu đồng. Bác nào mà ở Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngay chiếc này cho em cũng được. Xe đi 2,2 vạn, nội ngoại thất đẹp và chất xe còn như mới. Con này thì thường xuyên sử dụng ở trên những cái cung đường đẹp, bởi vì bốn quả lốp theo xe của nó bề mặt còn rất là đẹp và rãnh còn rất là sâu. Em sẽ quay tổng thể cho các bác xem về cái ngoại thất của xe, sau đó sẽ đi vào chi tiết các cái chi tiết nội thất ở bên trong xe. Đây là phía phần sau xe đây các bác này. Sau xe thì hoàn toàn không có một vết xước nhỏ. Như các bác đang thấy trong hình ảnh thì cái chiếc xe này còn rất là mới. 2,2 vạn, xe thì cam kết không có lỗi nhỏ các bác nhé. Con này thì mở ra còn thơm mùi mới cơ. Đây, cực kỳ đẹp. Có cái bệ bước rồi, em không biết là cái bệ bước này là trang bị gọi là sẵn đi theo xe ở trên phiên bản này hay là chủ xe lắp thêm. Nhưng mà con này các bác mua về chỉ việc sử dụng thôi, hoàn toàn không phải làm thêm bất cứ một cái thứ gì. Nói chung là trang bị đầy đủ hết rồi, mà đây lại là cái phiên bản full, một cái phiên bản rất là đắt tiền. Ở trên cái tay mở cửa này có tích hợp cái nút bấm một chạm. Đây, các bác không cần bấm ở trên chìa khóa mà chỉ cần cầm chìa khóa đi theo người và bấm vào cái nút này cũng có thể đóng mở cửa được. Đây là một cái chức năng cũng khá là xịn sò trên cái mẫu xe này. Camera 360, cam 360, cái này thì là một cái option đi theo xe đây các bác nhé. Cái này là cái option đi theo xe ở trên phiên bản Luxury này. Phiên bản Luxury này là phiên bản cao nhất. Cái dòng xe ZS này thì có 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản Comfort và phiên bản Luxury. Sau đây thì em sẽ quay cho các bác xem về phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì như mới. Chiếc xe này thì chạy gần 1 năm và khoảng 2,2 vạn km. Như các bác đang thấy trong hình ảnh thì cái chiếc xe này nội thất của nó còn mới tinh. Đây, phiên bản cao cấp nhất. Tất cả các chi tiết ở bên trong cái phần nội thất này thì không có dấu hiệu xuống cấp hay là hao mòn theo thời gian. Đây các bác nhìn xem, cực kỳ là mới và rất chi là đẹp. Ở cái phiên bản này thì ghế lái đã được chỉnh điện. Cả 3 phiên bản thì đều được trang bị là ghế bọc da, nhưng mà riêng phiên bản Luxury này thì ghế lái đã được chỉnh điện. Con này thì trang bị hệ thống an toàn là 6 túi khí và cửa sổ trời toàn cảnh. Cửa sổ trời của cái chiếc xe này là cửa sổ trời panorama này, nó kéo dài từ hết hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế thứ hai. Đây các bác này. Đây, xe rất là mới. Ở tại vị trí hàng ghế thứ hai thì cái chiếc xe này có một cái không gian sử dụng rất là rộng rãi, từ khoảng cách để chân cho tới vị trí từ đầu lên đến trần. Đây các bác này, xe thì cực kỳ là rộng. Đây là một cái chiếc xe 5 chỗ. Có cửa gió cho cái hàng ghế thứ hai cũng rất là thông thoáng. Con này thì xe rất là dữ, gần 1 năm sử dụng và sau 2 vạn km thì tất cả các chi tiết nội thất của xe thì không khác gì là mới. Các cái chi tiết nhựa ở bên trong cái phần nội thất thì không có bất cứ một cái vết xước sát nào. Để em quay qua cho các bác xem về cái cốp. Đây, cốp của xe này, đồ đạc các thứ còn rất là nhiều.
ngày hôm qua cũng đã có kiểm tra qua ở cái vị trí này. Đây, lốp dự phòng còn chưa một lần sử dụng, một tí thì tí nữa thì em sẽ đưa đi dọn dẹp và sắp xếp lại ở cái vị trí này. Nói chung là con xe này nó rất là mới. Nó có một cái khoang hành lý hay là cốp để đồ nó cũng rất là rộng. Đây là một cái rèm. Cái rèm này là cái để cho các bác kéo ra xong là đặt đồ. Ở cái xe nhập Thái thì con này sao? À, bản Luxury thì nó có cái rèm kéo như này. Còn đối với lại bản Comfort hay là Standard thì nó là một cái tấm đặt ở phía trên này mà có thể nhấc lên nhấc xuống. Xe thì bên em bảo hành và cam kết bằng văn bản, xe không đâm ga, không ngập nước. Sau đây thì em sẽ ngồi vào vị trí này, gọi là điểm chỉ qua một số các cái tính năng công nghệ được trang bị trên chiếc xe này. Con này thì có màn hình, đây là màn hình này, em nghĩ là màn hình người ta nâng cấp và update thêm. Đây là cái màn hình Gotech này. Màn hình này là có thể là cái cấu hình của nó cao hơn so với lại màn hình nguyên bản đi theo xe nên chủ cũ người ta đã nâng cấp thêm. Camera 360 thì là theo xe. Nút ấn khởi động và chìa khóa thông minh thì gần như tất cả những cái mẫu xe MG đều được trang bị, nhưng ở trên phiên bản xe nhập Thái này thì cái mẫu chìa Smart Key nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Các cái chi tiết hoàn thiện thì rất là cao. Cái chiếc xe này ở bên trong xe một số chi tiết thì còn chưa bóc ni lông, ở tại vị trí này là còn nguyên ni lông. Ở đây các bác sẽ thấy có ba cái phím cứng này, một cái là kích hoạt cam 360 đi theo xe, còn một cái là cân bằng điện tử hoặc là cái chống trơn trượt. Còn ở đây là cái phím gọi là hỗ trợ đổ đèo. USB và sạc thì cắm mặt tại cái vị trí này. Ở đây có một cái giải phím cứng này để điều khiển các cái chức năng, đây là các chức năng điều hòa các bác nhé. Con này thì các cái chất liệu hoàn thiện của nó rất là cao cấp, mặc dù là một cái mẫu xe giá rẻ chỉ có loanh quanh trên 600 triệu đồng, nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Đây là nhựa mềm này, có những cái đường chỉ khâu nhìn rất là giống thật này, trông rất là chỉnh chu. Và tại vị trí này là da công nghiệp này. Nói chung nó kết hợp với nhau tạo thành một cái tablo ở phía trước mặt người lái, trông nó rất là sang trọng và rất là hiện đại. Con này thì nó nhìn nó rất là sang chứ không phải là những cái mẫu xe mà gọi là nó quá sơ sài hay là quá là rẻ. Đây là vô lăng này. Vô lăng thì chi chít những cái phím tích hợp. Đây là cái tổ hợp phím để điều khiển các cái chức năng ở trên màn hình, cả bên trái cả bên phải. Đó, xe cực kỳ là đẹp. Con này thì cruise control, tức là đi ga tự động ở cái vị trí cần gạt nhỏ nhỏ ở phía bên dưới cái cần công tắc gạt xi nhan. Đây các bác nhá, đây chỗ tay em chỉ này. Còn ở đây thì các bác đã thấy này, chức năng đèn của nó đã có auto. Gạt mưa của con này thì chưa auto, gạt mưa vẫn là chỉnh cơ. Âm thanh của cái dòng xe này, riêng cái bản Luxury thì nó là hệ thống âm thanh 6 loa, tức là đủ loa, nghe âm thanh thì hay hơn so với lại cái bản Comfort hay là bản STD. Chỉnh đèn ở đây, nó có thể chỉnh hướng đèn pha cao thấp thông qua cái nút chỉnh này. Bây giờ rất là nhiều những chiếc xe đời mới có cái gọi là có cái, đấy là cái motor ở bên trong đèn pha để chỉnh hướng đèn cao thấp mà không cần phải ra ngoài chỉnh. Đây, xe thì còn rất là đẹp và còn rất là mới. Con này thì cửa sổ trời rất là rộng, cửa sổ trời rộng mênh mông. Đây, kéo dài từ hết hàng ghế thứ nhất rồi đến hàng ghế thứ hai. Cái chiếc xe này thì được trang bị hệ thống an toàn là 6 túi khí, chỉ duy nhất có cái bản này thôi là được trang bị hệ thống an toàn là 6 túi khí các bác nhé. Bản Standard là 2 túi khí này, bản Comfort là 4 túi khí, còn trên phiên bản này được trang bị là 6 túi khí, rất là an toàn. Thân vỏ dày dặn, khung gầm cứng chắc này đi cùng với hệ thống an toàn là rất nhiều túi khí. Nó bảo vệ rất là tốt cho các bác khi tham gia giao thông. Đây. Sau đây thì em sẽ quay cho mọi người xem về khoang động cơ của chiếc xe này. Chiếc xe này cũng mới về và hoàn toàn chưa được vệ sinh cái khoang động cơ. Nó chỉ có một cái lớp bụi bẩn trong cái quá trình sử dụng vừa qua. Sau cái clip này thì em sẽ đưa nó đi dọn vệ sinh cái khoang động cơ và dọn vệ sinh nội thất các bác nhé. Ở trên thân vỏ thì duy nhất có một vết xước rất là nhỏ, sau đó thì em sẽ đưa đi sơn tỉa và đánh bóng lại toàn bộ xe. Chứ qua đang thấy trong hình ảnh thì cái ốc chân máy của chiếc xe này nó là nguyên và zin 100%. Còn nguyên chấm sơn và không có dấu hiệu vặn mở. Xung quanh cái thân máy này thì còn rất là khô ráo, hoàn toàn không có cái hiện tượng bị ẩm ướt, tức là gioăng phớt của nó không có cái hiện tượng bị lão hóa này, nó không bị ẩm dầu hay là chảy dầu. Từ chân máy đến chân số này là nguyên bản hết này, chỉ có một cái lớp bụi bẩn trong cái quá trình sử dụng vừa rồi. Con này thì không có bất cứ một cái chi tiết nào có cái sự xuống cấp hay là lão hóa theo thời gian. Nói chung xe còn rất là mới. Xe này thì được trang bị cái động cơ là 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh sẽ khoảng 7,5 lít cho cung đường hỗn hợp. Chất xe thì còn rất là mới, bên em thì bảo hành và cam kết cho các bác nên các bác hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe này còn bảo hành tới tận 4 năm mà không giới hạn km tại ngoài đại lý và ngoài hãng. Nên khi các bác mua chiếc xe này về trải nghiệm thì hoàn toàn yên tâm với cái số tiền mà mình bỏ ra. Sau đây em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.